dậy trong lều tuyệt ghê đấy. Và thấy bản thân đang ở rất xa bờ luôn. Nên là bạn có thể bơi và thức dậy cùng một lúc đấy. Cuối cùng cũng đến bãi biển rồi. Trải tấm thảm ra nào. Ủa cậu đâu rồi? Đợi xíu, cầm đồ ăn vặt nè. Cô lấy chiếc túi ra, lắc nó và biến thành tấm thảm đi biển thoải mái. Với mẹo vặt này, hãy lấy chiếc khăn, đặt mảnh vải lên trên đó, may nó vào tấm thảm. Dùng dây thừng dày hoặc nhỏ, trải nó ra như là tay cầm, dán keo lại. Gấp tấm thảm lại, nhét nó vào trong chiếc túi. Và với phiên bản mở ra, bạn có thể cho mọi thứ vào túi và dùng nó như chiếc gối vậy. Mềm quá đi, tuyệt, còn tốt hơn chiếc ghế nữa. Đung đưa trong sóng với quầy đồ ăn nhỏ trôi nổi, đáng yêu nhỉ. Kỳ nghỉ biển có thể thoải mái như hồ bơi của khách sạn 5 sao vậy. Cùng xem làm sao thực hiện điều này nha. Lấy mảnh vải dày và hai sợi dây nhỏ, gấp tấm vải và khâu lại. Buộc dậy nổi vào, cột nó lại theo hình bán nguyệt. Thành quả là chiếc ghế bành thoải mái. Tiếp theo, lấy khay nhựa và vài miếng gậy nổi, cắt chúng theo chiều dọc, gắn nó vào xung quanh các phần cạnh của chiếc khay. Đem chiếc ghế và khay xuống nước thôi nào. Để thuận tiện, buộc dây vào chiếc khay để không bị cuốn trôi đi nha. Chắc chắn bạn có thể thư giãn được đó. Lang thang dọc bờ và ngắm cảnh biển thật là vui lắm đó nha. Chỉ là đi đôi dép xỏ ngón trên cát mới khó chịu làm sao ấy. Sao cậu không cởi nó ra ngay đi nhỉ? Nhìn tốt hơn lắm nè. Dùng khóa chữ D nha. Dùng móc khóa gắn đôi dép xỏ ngón vào tay cầm túi xách của cậu nè. Chà, tốt hơn ghê á. Chuyến dã ngoại bãi biển là nhất. Chỉ là sô-cô-la bị tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn kìa, chảy hết rồi. Cứ như bị say nắng vậy. Chà, đúng là lý do tuyệt vời để làm món sốt sô-cô-la thôi nào. Xuyên lấy quả nho, nhúng nó vào sô-cô-la tan chảy. Ngon quá. Và cũng không thể cưỡng lại trái chuối phủ sô-cô-la đâu. Tạm biệt ăn kiêng nha. Món này ngon quá đi. Bạn sẽ làm gì nếu không có phao bơi hình chim hồng hạc, nhưng bạn có bạn cần đăng ảnh bãi biển lên Instagram nhỉ? Để bắt đầu, đào chiếc hố trên cát. Hình dạng của nó trông giống như chiếc phễu. Đặt điện thoại vào đó. Và đây, đến lúc tạo dáng rồi. Mẹo vặt với chiếc hố cát này sẽ là góc chụp thích hợp cho bạn và làm ảnh của bạn trở nên vui nhộn và sáng tạo. Chụp ảnh theo cách sáng tạo để nhận hàng trăm lượt thích từ người theo dõi nha. Bạn mình có tấm nệm và mình có chiếc lều. Kết hợp cả hai bên lại sẽ tốt hơn nhiều đó. Dựng lều ngay trên nệm thì sao nhỉ? Mở lều ra và dựng khung nào. Buộc các thanh đỡ vào các góc của tấm nệm. Thành quả là ngôi nhà ấm cúng với đệm mềm. Và ngay trên bờ biển, bạn sẽ được tấm nệm êm ái thay vì chiếc khăn và có mái vòm bảo vệ dưới cái nắng như thiêu đốt. Đỉnh cao của sự sang trọng là đây. Bạn có thể dựng lều trên mặt nước luôn. Chỉ cần mặt biển hoàn toàn yên ả thôi. Tốt hơn hết, chọn vùng nước tĩnh, ít sóng. Uống đồ uống yêu thích, trò chuyện với bạn bè và tận hưởng hòa hợp với thiên nhiên. Bạn sẽ từ chối kỳ nghỉ như thế này sao? Bình luận ở phía dưới nha. Các cô bạn đang tận hưởng ánh nắng ấm áp. Những lúc như thế này, không ai nghĩ đến hậu quả cả. Vì rất dễ bị cháy nắng đó. Và nhìn nè, cô nàng đỏ như tôm hùm luộc rồi. Còn mình vẫn ổn. Bí quyết là chăm sóc da. Bạn cần dầu mầm lúa mì và dầu dừa đấy.
kết hợp chúng vào cùng chiếc lọ. Để tiện hơn, dùng bình tưới cây, pha loãng với nước tinh khiết. Đậy nắp và dán nhãn là xịt chống nắng. Còn gì tốt hơn làn da được nuôi dưỡng và ngậm nước? Các cô gái đang vui vẻ và chụp ảnh tự sướng. Cuộc sống trên biển đơn giản và vô tư khiến họ hoàn toàn quên mất các quy tắc an toàn. Wow, anh chàng vừa lấy trộm ví kìa. Thôi nào, trả tiền cho tôi đi. Để tránh điều này, dùng mẹo vặt Coca-Cola nha. Lấy chai soda rỗng ra nào, gỡ nhãn dán đi. Dùng dụng cụ cắt phần cổ lọ, cắt miếng bìa cứng hình tròn, dán vòng tròn vào phần cổ, dùng keo siêu dính tạo vách ngăn bên trong chiếc chai, đặt phần nắp trên đó, gắn chặt nắp lọ vào phần cổ chai nha. Giấu tiền và vật giá trị vào chiếc chai, đổ soda và gắn các bộ phận của chai lại, dán nhãn lại nha. Bạn không nhận ra sự khác biệt từ bên ngoài đâu, trông như chai soda đơn giản, ai để ý chứ? Nhưng sẽ không ai đoán được đây là két sắt với kho báu ở bên trong. Coi lớp trang điểm đi, nếu muốn tỏa sáng, ít nhất đừng để bị bóng dầu nha. Giấy thấm dầu đến giải cứu đây. Cách dễ nhất cứu chữa mọi thứ nhanh chóng. Wow, mình cũng cần nữa. Cho mình xin với nha. Dùng giấy đặt lên mặt bạn và hiệu quả ghê đó. Giờ mặt ít dầu hơn nhiều rồi nè. Bí mật là gì vậy? Lấy tờ giấy nến mỏng ra, phủ một lớp bột gạo siêu mỏng lên trên, cắt thành nhiều mảnh, mang với áo tắm và khăn tắm. Tấm giấy sẽ là món đồ nhất định phải có khi đi biển đó. Với ý tưởng tiếp theo, lấy chiếc chai và giá đỡ máy ảnh, tạo lỗ trên nắp, chèn chiếc bu lông từ giá đỡ, gắn giá đỡ vào nắp chai, cho đá nhỏ vào đầy khoảng 1/4 chiếc chai, vặn chặt nắp với máy ảnh. Mình sẽ chụp vài bức ảnh tuyệt vời ở dưới nước. Lật ngược chai lại và đặt máy ảnh ở dưới nước. Chiếc phao chai giữ chặt máy ảnh trong khi bạn lặn tìm bức ảnh đẹp nhất của mình. Bài kiểm tra dành cho ai sành ăn. Đoán xem món ăn nào được gọi là mát nhất. Dưa hấu, tất nhiên. Làm sao bạn mang được nó theo? Siêu to luôn. Đột nhiên, các nàng gặp vấn đề nghiêm trọng hơn. Họ không có dao. Bà la xì bùa. Đồng xu bình thường có ít đó nha. Cào đồng xu vào phần giữa của quả dưa hấu. Đánh vào vết rạch bằng cạnh lòng bàn tay. Và bẻ quả dưa hấu thành hai phần. Một phần cho bạn, còn lại cho bạn của bạn. Ăn dưa hấu bên bờ biển thật quá đã luôn. Và tất cả là nhờ đồng xu đơn giản này. Và với ai không biết bơi, mình luôn chuẩn bị sẵn áo phao nha. Thật luôn à, phi thường thật ha. Với mẹo vặt này, bạn cần túi khóa bấm vuốt mép. Vuốt túi lại, chừa lại phần nhỏ cho ống hút nha. Thổi phồng lên. Đặt chiếc túi vào túi lưới. Lấy sợi dây, buộc nhiều túi lại với nhau. Trùm chiếc phao lên đầu, buộc dây vào lưng. Được rồi, giờ bơi đi nào. Không hề chìm luôn. Toàn bộ vấn đề là như vậy đó. Túi giữ bạn trên mặt nước tốt lắm đó nha. Nó giúp bạn tránh đuối nước đó. Bạn thích các mẹo vặt đi biển này chứ? Bình luận bên dưới kỳ nghỉ hè của bạn như thế nào nha. Và đừng quên thích video này, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các ý tưởng hữu ích hơn nữa từ kênh Trum Trum Select nha.